Con dê được của cháu cũng được. Mất giải lắm. Mày... Có gì ăn? Đó, con đó là hai con. Tưởng nhà tưởng chú kia. Chưa có dê cho vô cháu kêu bán cho con một con cái của cháu bằng này nè. Bằng bông này. Bằng bông này nè. Thì bằng bông này có 20 ký nhiêu? Tới 20 được. Cho được dê bánh nặng ký hơn. Dê này, cơ này lộn kíp giúp tới. Mua 11 ký giờ cũng 17 18 ký. Ủa sao cái con kia cái vừa cái không có sừng. Hay nhỉ. Dê không có sừng. Nè mua con không sừng nữa nè, có bầu không nè. Nó trời ơi, từng này dê mà nó đẻ ra mai mốt ăn đuối. Tháng 10, con lộn đẻ, 7 con đẻ nè. 7 con đẻ tháng 10 nè. Ở lại cho mình, đâu sôi cho mình. Này, Thành gửi cho con này. Dạ? Thành gửi đây con Thành này. Gửi cho đây con, chân tớ này. Con không chân. Gửi, gửi... Gửi nuôi. Dạ, đứng chung à. Nó gửi nuôi hả? Ừ. Gửi lâu chưa cơ? Lâu rồi, mua tao mua lục đính. Mua lục đính hình bắt nhớ tao bắt sáu con hình. Mua nó 15 ký đó, 15 ký bên nay có bầu luôn rồi. Mà nó gửi đấy hả? Ừ. Nó gửi luôn, nó gửi nuôi luôn, nuôi đó chừng nào. Anh nợ nếu mà đẻ hai con. 15 ký bên nay hai mấy ký rồi. Con chủ con mà đẻ một con thì chủ lấy. À. Ừ. Đó nó gửi đó, gửi con. Mua 15 ký. Cho nó thêm miếng lá chú. Đây, lấy lá cho em nè. Lấy lá cho em anh. À vậy thường lắm, nó mới đi trên chơi vậy á. À Khánh nó gửi dê trong này, hẹn chi lâu lâu nó vô chạy vô nó coi đúng rồi. Ừ. Đấy. Đi ra ngoài, hai đứa. Đi ra ngoài chơi đi. Rồi. Dê này thuần người mà. Dê của cháu đụng vô chạy loạn nhạo. Dê hả? À. Để thân người đó. Đâu đỡ ra ăn mãi mà. À, tay dài ra luôn hả? À. Ra luôn. Tay dài ra. Này, bỏ lên cho nó. Đấy. Vô. Đấy, con đực tay vô. Vô đi. Vô đi, vô đi. Vô bông. Chạy đông lá. Đó. Ôn đực này cặp cà to ghê ta. Đực này 50 ký hả chú Thành? Thôi rồi. Trời ơi, hết nổi. Ừ. Vô. Đây, nhóc con Khánh đây. Nhóc Khánh đây. Nhóc Khánh đó. Nhóc Khánh con sừng đấy. Ừ. Chim nở ta rồi con không vô à, lên leo đây ăn à, leo đó ăn. Nhóc Khánh 15 ký hôm nay cỡ nào này, 20 ký ngoài đấy. Ừ. Còn đấy 20 ký ngoài này lớn 28. Con này về xương da không, về chỗ này đây có bầu xương vú hết thì kìa. À. Mới tao là mới tao đi chưa được tháng này. Anh này tên là ai tên? Má sáng lên quất hai gậy liền á. Em quất hai gậy liền cũng xanh. Đây. Đây. Đấu số với đấu số với quê với anh đây. Em Khánh. Xuống vũ rồi đó.